xin giới thiệu với quý vị, cái người không cần giới thiệu đó là ông Mike Bench of Freedom Fighters. You know, there's very few people who know the story of the Vietnamese people and the price that they paid for freedom. And I put together a few figures here, but one thing is incumbent upon us elders, well, maybe there's some younger ones here, but to pass on to the younger generations the story of what happened, the tragedy that fell upon the South Vietnamese people by the conquest by the North Communists and the suffering that the Vietnamese people have endured and continue to endure to this day. But it's been estimated that over the first 5 years of rule by the Communists, they executed some 65,000 Vietnamese. We may never know the full number of Vietnamese who were imprisoned in communist concentration camps and Soviet-style gulags in Vietnam. Reliable estimates between 800,000 and 1 million. Some of the number of years that Vietnamese people suffered in re-education camp that has been passed on to me, many people, not only up to 15 years in re-education camp, but some even longer, and some never, a great number never made it out at all. No one knows how many Vietnamese people after North Vietnam took over, fled the communists by the high seas. Vietnamese communists used to charge people to go out and get on the boats. But it was a game, it was a con game. They would charge them and bleed them for all of the money that they had, and they would end up keep catching them just offshore and bringing them back. They would have to borrow from their families and relatives and others more money to pay and try to get out. And then sometimes they would. And some never made it out. But estimates number of there were more than 100, over 1.5 million Vietnamese up to even much higher than that, fled and died on the high seas, fleeing communist oppression. So I have to read this, but you know, as you get older, your memory isn't quite as sharp as it is when you're younger. The games that they played were, if you wanted to get out, they would arrange for it, for gold bars were preferred. The reported cost was the equivalent of $3,000 for each adult, $1,500 for each child. Of those who survived the perils of the exodus, the heat, and the United States finally accepted around 823,000 refugees made it to the United States. Britain accepted about 19,000. France, 96,000. Australia and Canada, about 137,000 Vietnamese. The book here by Mr. Hunter tells of one story of a man's suffering in re-education camp. I know that there's others here who had the same tragedy happen to them. But it's incumbent upon you to pass this
information on to the younger generation. And I urge all of you to do it. Write down your story. Tell your kids and your grandkids. Thank you very much. Thank you very much. Hiện diện trong cử tọa hôm nay có một người đồng chí, một người bạn thân của Lữ Văn Thư, và một nhân vật ai cũng yêu mến trong cộng đồng chúng ta, đó là khoa học gia Dương Ngọc Ánh. Cho nên không dự định sẵn, nhưng mà có Ánh ở đây làm phiền Ánh, mời Ánh lên phát biểu đôi lời. Dạ, Ánh xin kính chào tất cả quý vị. Như anh Thư nói, thật ra hôm nay ý định của anh đến đây là chỉ được nghĩ là mình sẽ được hội yên trong góc và sốc yên, bởi vì đây không phải là địa hạt của anh. Nhưng quý vị biết anh là một người làm việc khoa học thì không thể nào mà dám múa rìu qua bao nhiêu là mắt thợ ở đây, từ nhà thơ, nhà văn cho đến những nhà phê bình văn học và tất cả những quý vị cựu tù nhân chính trị và những chiến sĩ tự do nữa. Khi mà anh Thư nói là đồng chí thì quả thật là lúc nãy cũng có nhiều anh chị hỏi anh là ủa tại sao anh cũng đến đây. Anh trả lời một cách vấn tác là tờ nào mà ra mắt của đồng chí Huỳnh Công Ánh, ra mắt sách của đồng chí Huỳnh Công Ánh lại không có mặt của sư Huỳnh Ánh này được. Nhưng mà thật ra nói như vậy là nói vấn tác, chứ còn nói như vậy là hơi ngoa, tại vì thật ra anh chưa có đáng để làm đồng chí của anh Huỳnh Công Ánh đâu. Khi mà nói đến những cái quá khứ của anh vượt tù, vượt biển, và trước đó là một người chiến sĩ, thì anh làm sao mà có thể nói mình là đồng chí của chiến sĩ Huỳnh Công Ánh được. Khi mà anh nói là đồng chí là chỉ xin nói về thời gian hiện tại mà thôi, tại vì như quý vị cũng biết là anh Huỳnh Công Ánh không phải chỉ là những là một người cựu tù và một người đã từng vượt biển, mà từ ngày sang đến Hoa Kỳ, anh chưa bao giờ ngừng nghỉ cái nỗ lực tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền, cho dân Việt Nam tự do dân chủ của chúng ta. Thành ra đó mới là cái điểm mà anh rất là được hân hạnh là có tương đồng với anh Huỳnh Công Ánh cũng như là với anh Thư. Thành ra nhiều khi các anh chị em cũng hay trao đổi với nhau những quan điểm và có những cái nỗ lực chung, chẳng hạn như là hồi tháng 2 vừa rồi thì cả ba anh em đều về California để giúp làm cái lễ dỗ cho chiến sĩ phục quốc Trần Văn Tá. Hôm đó anh đã hát một cái ca khúc rất là hay mà anh sáng tác để tặng đặc biệt cho anh Trần Văn Tá. Không biết là hôm nay anh có cái ý định hát cho chúng ta nghe một ca khúc nào không? Nhưng mà nếu có thì anh xin phép được yêu cầu, tại vì phải xin thưa với quý vị là hôm đó là lần đầu tiên anh được nghe. Và anh đã rất là cảm động, nước mắt ngắn dài. Và hôm đó anh Ánh bị cảm mà hát hay vô cùng, thưa quý vị. Anh xin phép được chuyển sang tiếng Anh một chút xíu để cho những người bạn Hoa Kỳ ở đây cũng có thể tham dự và hiểu những cái ý tưởng của chúng ta. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to be here. My friend Anh Thư sprung the surprise on me, but it is a great honor to have the opportunity to address this very distinguished audience. If you notice, might wear a t-shirt, you see the logo on the t-shirt, it says we are still side by side, meaning the Vietnamese and the Americans. When I looked at that t-shirt, it moved me so much, and it's the gratitude that I like to express as a former South Vietnamese. I like to express my deepest gratitude to those who have fought and died for the freedom of South Vietnam. Especially the 58,000 American names on the Vietnam War Memorial here in D.C., the 200, almost 300,000 South Vietnamese soldiers, the hundreds of thousands of wounded warriors, American as well as Vietnamese. Thank you for my 15 years of freedom in South Vietnam, and thank you for this opportunity to be a citizen of this great nation called the United States. I wholeheartedly agree with Richard Bodkins when he pointed out that
the fight is on. And as Richard has pointed out, look at the audience. Most of us are above 50 years old, except for a few, like the great singer. But the point here is we have to figure a way to get the message across and down to the next generations. And I often say, not just to our Vietnamese friends or families, but to a lot of Americans, that you know, when you're born in paradise, you don't know that it is a paradise. It takes those of us coming in from outside. And so it is our responsibility as former Vietnamese boat people to express our gratitude and to explain, and that includes our children who are born here in paradise. It's our responsibility to get that message across, to explain how this land is indeed a paradise. No, it's not perfect, you know, there's always rooms for improvement, but it is indeed a paradise. And let us work hard, and let us vigilantly protect this freedom. And let us make sure that no matter what, the children and grandchildren, the next generations of former Vietnamese fighters, of all people, have to appreciate the price of freedom, have to appreciate the opportunities and the freedom that this great paradise is giving us, and let us work to give back and to continue to keep this land a paradise. Thank you. Thank you very much for inviting me at this point. And our next guest, she's a director of SBTN Dallas. She's a writer. She's a poet. She's a great friend. She's a big supporter of Quỳnh Công Ánh. Thưa quý vị, vị khách kế tiếp là một nhà thơ, là một nhà văn, là giám đốc của một chương trình truyền hình SBTN Texas. Cô luôn luôn ủng hộ cho việc làm của Liên Kết, và cô là người đã quảng cáo rất nhiều cho cái buổi ra mắt sách hôm nay, mặc dù đài của cô là SBTN ở Texas. Lân Thư xin hân hạnh giới thiệu nữ sĩ Thu Nga. Hôm nay Lân Thư đã giới thiệu. Xin chào toàn thể quý khách ở đây. Nhưng mà nếu bây giờ chúng tôi cũng ít thì giờ, nếu mà quay trở lại về những cái tác phẩm này hoặc là cái cuốn thơ này thì nó dài dòng lắm. Tuy nhiên ở trong tác phẩm của anh Huỳnh Công Ánh thì quý vị cũng đã, nếu mà quý vị có xem đài truyền hình SBTN trong cái chương trình của Texas được broadcast cả nationwide cũng như là Canada and Australia, thì tới bây giờ quý vị cũng đã biết một phần nào về cái cuộc đời của anh Huỳnh Công Ánh. Và anh Huỳnh Công Ánh, quý vị cũng nghe cái câu là văn là người. Vì vậy cho nên là anh nói chuyện ở trên SBTN như thế nào thì trong cái cuốn sách anh cũng viết như thế đó, rất là mộc mạc, rất là chân tình. Và quý vị cũng nghe trong cái câu kiều đó là chữ tâm kia mới bằng bài thơ tài. Anh Huỳnh Công Ánh với cái tâm của anh đó thì anh đã vượt qua rất là nhiều gian nan. Cuộc đời của anh có khi đi lên thật là cao và có khi đi xuống thật là thấp. Tuy nhiên chúng ta cũng có nghe câu là đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Thì tất cả những cái đám mây mù nào ở trong cái cuộc đời của anh Huỳnh Công Ánh cũng có một cái tia nắng bạc. Cái tia nắng bạc đó là những người ân nhân. Và chúng tôi cũng không muốn nhắc lại tất cả những ân nhân ở trong cái cuốn sách của anh Huỳnh Công Ánh. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói đến một vị ân nhân cuối cùng của đời anh. Quý vị cũng biết rằng anh Huỳnh Công Ánh đã từng là millionaire, triệu phú. Nhưng mà tới khi mà anh rời xuống đến cái bottom, tới cái đáy vực rồi đó, thì anh lại cũng có một ân nhân xuất hiện nữa. Và người ân nhân này có lẽ là người ân nhân cuối cùng ở trong cuộc đời của anh. Vì ân nhân này đã giang cái cánh tay ra để mà đưa anh Huỳnh Công Ánh lên. Không phải chỉ có một mình anh Huỳnh Công Ánh, mà còn có đứa con lúc đó chỉ còn có 4 tuổi thôi. Đó là cháu anh Thư. Chúng tôi hay kêu rằng anh Thư lớn là cô Lữ anh Thư nhỏ là con của anh Huỳnh Công Ánh. Mà cái người đó, mà cái người cuối cùng ân nhân đã cứu vớt, thì chúng tôi muốn nói cháu anh Thư lên đứng đây. Cháu anh Thư hồi nãy có hát, có trình diễn bài Quốc ca Hoa Kỳ, cháu anh Thư đâu rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói hôm nay cái người ân nhân đó cũng có mặt ở đây.
Và người ân nhân đó chính là người vợ của anh hiện thời bây giờ. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn quay về tác phẩm một chút xíu, cái người ân nhân mà nó rất day dứt cho cuộc đời của anh Huỳnh Công Ánh để anh viết nên cái bài hát Người Em Nghệ Tĩnh. Và đó là cái nỗi say sức của anh nhớ về một cái người ân nhân khi mà anh ở trong tù. Nếu mà không có cái người ân nhân đó, chắc chắn rằng cái cuộc mà vượt tù của anh cũng không có thể nào mà thành công như vậy. Vì vậy cho nên cái bài mà Người Em Nghệ Tĩnh đó là một cái nỗi say sức của tác giả. Tại vì Người Em Nghệ Tĩnh đó bây giờ không biết rằng Người Em Nghệ Tĩnh đó đã chết rồi, hay là Người Em Nghệ Tĩnh đang bị cộng sản giam vào trong tù, hay là Người Em Nghệ Tĩnh lưu lạc ở đâu. Nhưng mà khi mà anh viết cái bài đó thì cái nỗi tâm tư của anh không phải là nỗi say sức của riêng một mình anh, mà nỗi say sức đó cũng của người ân nhân cuối cùng của anh nữa. Well, I want to say something in English so those, you know, our friends know. Mr. Huỳnh Công Ánh, the life is a very strange, very, very excited. We can call this book just like a papillon. And he has so many people helped him, you know, when he was in the prison and when he escaped all the difficulty. Maybe the last one is his wife right now. She's very young at that time. And when he fell to the bottom of his life, she is the one who helped him raise him up. But it wasn't only him. There was another one attached to him. She was only 4 years old, and she is the one who sang the American anthem a while ago. I don't know where she is right now. And the one who helped him to rebuild the life over here. Without her, he cannot be right here, like right now. So we want to, and besides that, look back in the when he was in prison and he tried to escape from prison, the communist prison, until come here. And there was a lady, she was very young. She was about like 16 or 17 years old. And her name is Zheng Tihua. So when Huỳnh Công Ánh came over here in this country, free country, he wrote the song. The sister of Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh is where the lady, you know, the young lady lived at that time and who helped him to escape to freedom. So, today we want to introduce the last helper, the last supporter to his life. Now is his wife, and this one is attached to their life. Chị Nguyễn Thị Hằng, đây là chị Nguyễn Thị Hằng, chị sẽ giới thiệu về Người Em Nghệ Tĩnh, mà không phải là cái nỗi say sức của anh Huỳnh Công Ánh, mà là nỗi say sức của chị Thu. Xin mời chị Nguyễn Thị Hằng. Tôi rất lấy làm xúc động quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây để chung vui cái ngày hôm nay của chồng tôi là anh Huỳnh Công Ánh. Những cái ngày ra mắt sách Vượt Tù Vượt Biển, tôi xin có một chút xíu tâm tình về con gái của một trường Thị Hoa. Cái cô gái đó là một trong những cái việc ân nhân mà đã giúp chồng tôi vượt thoát được cái trại tù cộng sản. Nếu mà nói về cái cuộc tình đó thì nó rất là xúc động và cao quý, thưa quý vị. Nó không có phải là một cái chuyện tình tầm thường, có những cái lãng mạn hẹn hò đi chơi, mà nó rất là cao quý và rất là đặc biệt. Nó là như những cái mà trong phim mà chúng ta chỉ có thể thấy được nghe trong phim thôi. Nhưng đây là một cái chuyện rất là thật. Thì sở dĩ mà tôi nói là nó cao quý là vì cái cô gái đó cố giúp cho cái cuộc vượt thoát này mà cũng không được một cái sự đáp trả nào hết. Khi mà ở trong cái trại tù đó thì nói về cuộc tình này thì nó chỉ có là những cái quà em cho ta khi muối khi khoai, khi gặp nhau lại cắt nhau một cái hàng rào. Nó là như thế, quý vị, nó rất là cảm động và cao quý.
Thành ra khi nhắc tới cái người con gái này thì, và ai biết tới cái cuộc tình này thì đó, phải nói là rất là cảm kích và rất là quý báu. Và cái cô đó cô biết là khi mà đã chúc anh mình có mắn vượt một thì chắc cái cơ hội mà gặp lại thì sẽ rất là khó khăn và không bao giờ có. Nhưng mà nó là như vậy, thành thử là sau khi mà tôi ăn vượt thoát được rồi thì nghĩ tới cô ta và muốn gặp lại để nói lên một lời tri ân. Cái năm đó là năm cỡ năm 80 cho tới bây giờ, bao nhiêu năm, biết bao nhiêu vật đổi sao dời, và cái cuộc tìm kiếm của để gặp lại đó thì coi như là bóng chim tâm cá, cho tới bây giờ cũng vẫn không được một chút xíu tâm tích nào về cô ta cả. Nhưng anh nói là tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và hy vọng trong tương lai một cái ngày nào đó có thể một cái nhờ một cái phép màu đó biết đâu gặp lại được cái người cái cô Trần Thị Hoa đó hay không. Và trong cái nỗi niềm rây rứt bao nhiêu năm trời không thể gặp lại được thì anh đã có sáng tác một cái bản nhạc để nói lên cái lời tri ân và cái lòng nhớ về cái người con gái đó. Bài hát đó có tên là Người Em Nghệ Tĩnh. Chút xíu nữa đây, nhà tôi xin trình bày cái bản nhạc đó để chia sẻ cái tâm tình đó đối với cô Hoa cùng quý vị. Tiếng nói tự đáy lòng mình không có cái nào cao cả bằng là lòng tri ân quý vị đã có mặt hôm nay thật là đông đảo. Kính thưa quý vị, tôi biết chắc rằng những tác phẩm tôi viết cũng như tôi của tôi không đủ để quý vị có thể tham dự đông đảo như thế này, mà tôi nghĩ rằng những người có mặt hôm nay ở trên này, tôi nhìn xuống trong mắt quý vị, của khuôn mặt quý vị và cả một quê hương. Bởi vì tôi biết chắc rằng quý vị là những người thao thức cho quê hương, thao thức cho một đất nước Việt Nam hồi sinh. Cho nên bước chân mà quý vị đến đây hôm nay rõ ràng quý vị mang theo một thông điệp, một nỗi niềm là người Việt Nam yêu nước. Quý vị là những người yêu nước. Tôi xin cảm ơn cô Lữ Thư, cô Thần Lan là người đã đứng ra nhận đi bút chỗ, đi tổ chức cách đây là hơn một năm rồi và bây giờ mới thành hình. Và thật sự tôi cũng cảm ơn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Văn Búc Miền Đông Hoa Kỳ, Nhà Việt Nam, Hội Cao Niên, Tù Báo Thương Mại Miền Đông, Tù Báo Trẻ và tất cả những mạnh thường quân đã bảo trợ và hỗ trợ cho tôi trong cái ngày hiện diện hôm nay tại thủ đô này. Không biết nói gì hơn là tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Và trong cuộc hành trình những tháng năm còn lại, tôi nghĩ rằng tôi mang cái nỗi niềm, tôi mang những hình ảnh và tôi mang cái ơn nghĩa như là tôi đã từng mang ơn nghĩa, mà tôi viết thành cuốn ơn nghĩa trùng trùng cả đời, từ bé thơ cho tới lớn luôn luôn có người giúp đỡ. Thì hôm nay tôi xin mang theo hình ảnh này, một hình ảnh thật là đẹp, thật là nồng nàn trong cái ngày đọc sách này, cũng thật là rất lạ. Tại vì tôi cũng có sự ưu ái của những người bạn chỉ mới qua tác phẩm này thôi. Đó là Richard Popkin, Mike Penn và David, là những người đã chưa hề biết nhưng mà đã chia sẻ và cũng đã có những cái khuyến khích về cái tác phẩm này. Trước khi tôi trình bày một tác phẩm có thể nói là dường như là cuối chương trình không ạ,
có thể nói là tác phẩm lịch sử về cuộc tình. Mà quý vị biết là năm xưa, cách đây ba mươi mấy năm, ở trên nhà chị Cúc Minh Thơ, tôi đã hát cho chị nghe, các chị trong của gia đình nghe và ông phân xét ngồi nghe. Rồi sau đó bị kiểm duyệt, không được hát nữa. Và bây giờ, bao nhiêu năm sau thì tôi được sự support của bà xã tôi là cho tôi hát, nhất là hát trên đài truyền hình. Nhân đây chúng tôi cũng xin nói một vài câu tiếng Anh là có thể là tôi đã quên rồi, tôi xúc động tôi quên rồi với những người Mỹ ở đây. Để bày tỏ lòng cảm ơn của họ, nhất là những người ở xa từ Cali bay về đây và những người ở đây. Ladies and gentlemen, it is an honor for me to pleasure welcome you to the book event today. Your presence is an honor for me. Words cannot express my appreciation, gratitude for your help in reading this book. Providing recommendation and writing the review for the encouraged people to read in different more. Your help has been more for me. What can I ever say? I was concerned may this book come too late. After any interest, there might be after the mark of the war is vanished. But true, your work and correction and writing the review, writing the memo on the way today. For that, I'm forever grateful. I'm equally thankful for you sharing my view. And for this book is for the younger generations, for them learn of their father struggle for freedom. Thank you. Bây giờ mời các nhà cùng chơi hát bài để em nhớ tỉnh. Tri ân mãi mãi đối một người tình, và người tình đó tôi cho rằng là cao cả, bởi vì cô ta giúp tôi lúc đó tôi 18 tuổi, và tôi biết chắc là không có gì để hồi trả hết. Nhưng cô cảm nhận được rằng những người miền Nam mà cô đã được nhồi sọ, đã được bảo rằng là những người miền Nam là những người cướp của giết người, là đánh nước công bằng. Nhưng mà sau một thời gian có cảm nhận được thì không phải như vậy. Đó là tâm tình của một người cô gái miền Bắc, cũng như một y sĩ miền Bắc. Sau khi tiếp xúc với tôi bằng những bài thơ, bằng những hình vẽ, bằng những tượng tôi điêu khắc trong tù, thì tôi đã cảm hóa được một y sĩ, và tôi cũng cảm hóa được anh bộ đội thượng sĩ. Vì cái tình người, vì cái nhân bản, và mình vì cái sự thật, nói lên sự thật. Anh ta đã theo tôi, anh ta đã vượt biên cùng tôi, và anh ta qua Pháp. 5 năm sau, tôi có lãnh anh ta qua Mỹ, và hiện bây giờ anh ta ở Houston, anh ta là một cuộc đời. Em bên đời chỉ là sao rồi nhiều, bờ trời xưa đã mấy đổ lên sông sông hiểu đã bao nhiêu, và nước mưa mặt trắng và khô xanh. Người em nghe
Trời mắt em long đong, yêu thương tên tôi đàn bà. Những mối liên gặp nhau, thường cách nhau hàng rào. Quà em cho ta khi hồi lúc ấy, từ ấy đời ta cùng gông không còn có nghĩa. Bởi tình yêu em đã xóa bỏ hết lao lên. Chiều ấy trên sông, em trao cho ta tấm giấy, anh yêu lấy ra đọc quầy, rằng em sẽ chờ, chờ ngày anh được phóng thích. Mơ đôi ta nơi nông trường xa, có em cây anh cây. Em nào đâu những ngày đẹp ấy qua lâu, anh bỏ trong cùng chúc mắt em vào trái tâm. Dù thương em nhiều lắm, mà nợ nước còn chịu nặng hai vai. Ôi anh đành lỗi chiều nay bên bờ lưu vân ngóng về bên bờ, hỏi em có còn đợi con chờ. Con trâu xanh gì đã già chưa, dòng sông hiểu con trong ngày. Một ngày nào đó, theo lòng cuốn về, xu tăng lưu xanh, sông hiểu mơ hạng. Anh bên em bên anh, ta bên nhau tìm lại ngày xanh. Một ngày nào đó, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tâm tình là nỗi trái sức của một người mang ơn cao nghĩa nặng, có cơ hội để đáp đền. Em bên người chưa đã xa em siêu cùng, bờ trẻ xưa đã mấy đi đổ lên mây, dòng sông hiểu đã bao mùa. Và đường ngô sáng tỏa sáng, người em nghe mỗi có con đỏ, má có con hồng, mắt có con tình như trời xanh. Trời mắt em long đong, yêu thương tên cô ai tạo. Những lúc lại gặp nhau, thường cách nhau hàng rào. Quà em cho ta khi mỗi lúc quay, từ ấy đời ta cùng nhau không còn có.
bởi tình yêu em đã xóa bỏ hết lâu. Chiều ấy trên sông em trao cho ta tấm giấy, ta nâng niu lấy ra đọc ngoài rằng em sẽ chờ, chờ ngày anh được phóng thích. Nông trường xa có em ấy anh hay. Em nào hứa những ngày đẹp ấy qua đâu, anh bỏ trốn cùng chung bắn em vào trá tấn em ơi. Cho dù thương em nhiều lắm mà lỡ được còn chuyện mình hai tháng, ôi anh đành lối. Chiều ấy bên bờ lưu vắng ngọc về bên bờ, hỏi em có con đơn con chờ, vẫn trời xanh trừ đá đã chưa, dòng sông hiểu còn trong thành phố. Một ngày nào đó theo đón quân về, xua tan lũ giặc sống hiếm mơ ai câu hò quan nhạc. Anh bên em bên anh, ta bên nhau, ta bên nhau tìm lại ngày xanh. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, tôi vừa nhận được một cái email của tướng Lữ Lam gửi đến để chúc mừng anh Huỳnh Công Ánh trong ngày ra mắt sách ngày hôm nay, xin được phép đọc. Thân gửi anh Huỳnh Công Ánh, tôi đã có dịp đọc qua hồi ký của anh. Tôi rất cảm phục được biết anh đã đi qua rất nhiều thăng trầm trong đời, nhưng sau mỗi lần anh được vươn lên vững vàng hơn trước, đó là ý chí phấn đấu của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng vui biết anh từng phục vụ tại sư đoàn 22, quân đoàn 2. Nếu đất nước còn, chắc chắn anh sẽ là một lãnh đạo của quân lực. Hôm nay là ngày ra mắt sách của anh. Tôi rất tiếc vì tuổi đã cao nên không thể tham dự. Thân chúc anh mọi sự thành công tốt đẹp. Would like to share a message from General Lữ Lan to Mr. Huỳnh Công Ánh on his book-signing event. General Lữ Lan was the commander of the Armed Forces of the Republic of Vietnam, 2nd Corps during my youth military service. Dear Mr. Huỳnh Công Ánh, I had the pleasure to read your memoir, Escape to Freedom. I truly admire your courage through the ups and downs of your life. You always managed to pull through and bounce back even stronger. Such are indeed the strength and determination of a soldier of the Armed Forces of the Republic of Vietnam, ready to fight and conquer all obstacles. I am also very happy to learn that you used to serve in the 22nd Division of the 2nd Corps. If our beloved South Vietnam did not fall into the wrong hands, I believe you would be among the best leaders of our armed forces. I regret that I was not able to attend your book signing event due to my old feeble age. I am certain that it will be a successful event, and I truly wish you continued success in your endeavors. Sau đây chúng tôi xin mời nhà thơ Đăng Nguyên, chủ tịch Văn Bút miền Đông Hoa Kỳ. Chúc mừng tác giả. Trước khi nhà thơ Đăng Nguyên lên thì giới thiệu đây là người ở chung một buồng tù với tôi. Xin cảm ơn. Tôi, Đăng Nguyên, đại diện cho Văn Bút, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi
chào đón một hội viên Văn Bút từ vùng Đà Lạt, Texas đến vùng Washington DC để ra mắt tác phẩm. Đại diện cho toàn thể hội viên Văn Bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, chúng tôi chúc mừng anh Thuần Công Ảnh và xin tạm biệt. Và ở đây cũng có rất nhiều hội viên Văn Bút của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã tham gia, nhất là chị Lâm Thúy hết sức là tận tình, nhưng mà vì một cái accident rất là thiệt. Xin cảm ơn quý vị. Kế tiếp, Lữ Anh Thư xin kính mời họa sĩ thi sĩ Phú Hối đến trao tặng quà cho chị đại diện Thuần Công Ảnh. Xin mời. Dấu 46 năm hơn 40 năm thơ nhạc Thuần Công Ảnh và trong các quý em tôi thật cảm động và bày tỏ lời cảm ơn đối với một người tiền bối. Tôi rất là ngưỡng mộ ông ta đã triền miên bị cô ái trong tù và khi ra hải ngoại thì cũng triền miên suốt những năm tháng hải ngoại, ông luôn luôn giữ vững cái cương vị của mình là tấm lòng tha thiết tranh đấu với tự do nhân quyền, và ông đã sát cánh với tất cả những người cầm bút, ông dùng một bút để bày tỏ thông điệp yêu nước của ông. Xin cảm ơn nhà thơ và danh họa của ông. Trước khi Lữ Anh Thư mời quý vị tâm tình với nhà thơ Thuần Công Ảnh, Lữ Anh Thư xin mượn cơ hội này để chân thành tri ân đến cô Hồng Thủy, cô Nhị, chú Trần Mạnh Vũ, chú Trần Quang Dược, chú Cao Nguyên và rất nhiều quý vị có mặt ở đây hôm nay, cô Thu Nga đã tận tình yêu thương, nhắc nhở từng chút, giúp đỡ từng chút, ủng hộ từng chút, từng bài báo, từng bài viết, từng email, từng cú điện thoại để có được cái buổi thành công như hôm nay. Liên hội cựu chiến sĩ, chú Tần, cô bé Bảy, tất cả những người đã giúp đỡ cho cái buổi hôm nay được thành công và đông đủ như thế này. Không có quý vị thì sẽ không thể có một cái buổi thành công như hôm nay. Thành ra cá nhân Lữ Anh Thư xin chân thành tri ân quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị nếu mà có những chia sẻ nào hay thắc mắc nào muốn trao đổi với thi nhạc sĩ Thuần Công Ảnh có tác giả ở đây hôm nay thì xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Xin mời chú Trần Quang Dược. Để tác giả đâu mất rồi. Xin mời chú lên có tác giả đây ạ. Xin kính chào quý thân hàng tân sĩ có mặt ngày hôm nay. Thì cuộc đời mà anh Thuần Công Ảnh anh đi thì chúng tôi cũng đã đi. Không hiểu anh đã đổ máu trong chiến tranh Việt Nam chưa hay không thì không biết. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi chiến tranh đã đổ máu và trong ngục tù cũng đổ máu. Nếu quý vị thắc mắc tại sao trong ngục tù chúng tôi đổ máu là khi chúng tôi di chuyển trên cái xe thì dân chúng ném đá và nếu chúng tay tôi và tôi nói là cái hạn này tôi phải trả. Và hôm nay tôi có ba điều để nói chuyện với chiến hữu Thuần Công Ảnh.
Cái thứ nhất, có lẽ vùng DC này tôi là người đầu tiên có quyển sách của anh. Nhưng mà khi tôi cầm quyển sách thì tôi có một câu hỏi. Việt Nam Cộng Hòa thì gọi là vượt tù. Việt Nam Cộng Hòa gọi là vượt ngục. Cộng sản thì gọi là đốn trại. Tại sao lại gọi là vượt tù? Xin mời anh trả lời. Đốn trại thì nó nhẹ nhàng hơn, không ạ? Vượt tù là đúng hơn, là vì khi mà vượt ngục có nghĩa là nó xiềng mình rồi, dưới ngục, rồi mình ráng bước xiềng ra, rồi vượt tù nữa, tức là hai cái. Tôi bị cầm, nhưng mà sau khi thả ra rồi đó, thì tôi mới vượt tù. Thưa anh, tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, tôi đã đổ máu hay chưa? Thì cái thời gian tôi ra trường có 36 tháng, tôi lên đại úy, tôi lên đặc cấp hai lần. Tôi làm văn hóa văn nghệ, nhưng mà tôi tình nguyện ở một cái đơn vị gọi là trinh sát. Trinh sát tức là phải thả những tón nhảy trong rừng. Và tôi đã ba lần bị thương. May nhờ lính họ thương mà họ kéo ra. Thì quý vị nếu mà coi cái chân tôi là hai chân đều gãy hết. Đó là trả lời của anh. Tức là tôi đã đổ máu và chiến trường ba lần. Ba lần chiến thương ngoại tinh. Và câu hỏi mà anh hỏi vượt tù vượt ngục khác nhau thế nào thì anh thỏa mãn chưa? Thì câu hỏi thứ hai, cái này tôi không phải là câu hỏi thưa anh, là cái này là tôi đề nghị. Khi trường Washington phỏng vấn tôi về chiến tranh Việt Nam thì tôi có trả lời là cái cuộc chiến này nó thức cười lắm. Cái người đánh thì không biết, mà người viết thì không đánh. Bây giờ thêm một cái giai đoạn mới là người đọc, thành thì nó chả ra làm sao hết. Thì ông ta có hỏi tôi là anh có quyển sách nào viết về chiến tranh Việt Nam mà bằng tiếng Anh hay không? Và nhất là cái trường Võ Thị Quốc gia Việt Nam nơi tôi xuất hiện, tôi nói là không. Nhưng mà khi tôi cầm quyển sách của anh, tôi thấy cái phần thứ hai của anh thì cái tên tuổi của cái cuộc chiến của vượt ngục của anh sẽ để lại cho thời gian và không bao giờ biến mất, đúng không anh? Thì tôi hy vọng rằng sau cái buổi nói chuyện của anh em mình, những quyển sách của anh sẽ được gửi đến các thư viện của các viện đại học quân sự trên toàn thế giới, chứ không phải nước Mỹ, và các thư viện. Anh có đồng ý không ạ? Cảm ơn anh. Và cũng nhân mở mặt thì tôi quên cảm ơn một người. Tôi đã vượt thoát, vượt tù, vượt biển, vượt gian nan đủ hết. Nhưng mà vượt cái nơi không có máy lạnh. Mà vừa chót, người ta giúp tôi vượt thoát tới đây. Đó là Bùi Thị Liên. Vượt khiếp. Vượt khiếp. Có một tiếng đồng hồ mà anh tìm bốn phòng ngủ và may là có phòng này. Nếu bên kia đó, thì chắc là khách sạn, xin lỗi. Nếu mà bên kia thì chắc quý vị ngồi lại 30 phút là ra thôi, là vì nó không có mấy lần đó mà. Đó là mở mặt. Cảm ơn vị Dương Linh đã xông xáo kiếm cho tôi được phòng này. Cảm ơn anh. Vâng, thì như thế này. Quý vị, cái thời giờ quý vị ở đây đó, thì tôi thấy cái không khí thật là nồng nàn, thật là ấm cúng và không thiếu tha thiết. Cho nên ngày mai đây, khi về đưa lên, tôi vẫn nhớ mãi mãi cái hình ảnh này. Và thưa anh, thưa quý vị, cái tác phẩm tôi viết là một khát vọng, là một thông điệp để nó ước mơ rằng tuổi trẻ họ đọc và họ thấy rằng thế hệ của anh, thế hệ của tôi phải trả cái giá thật là đắt, vô cùng đắt cho tự do. Chúng ta đã trả bằng mồ hôi, nước mắt, kể cả xương máu nữa. Thành ra đó là cái ước mơ mà tuổi trẻ họ đọc. Và cũng may là nhờ cô Lan, cô Lưỡng Thư, cô Phụ dịch ra. Và khi tôi nhờ bất kỳ cũng ai biết, ông đọc chữ U dịch hay lắm. Và ông rất là giới thiệu. Và quý vị thấy ông rất là bận, nhưng mà ông bay từ bên Sacramento qua đây. Rồi ông David cũng vậy, khi đọc đọc thì ông bảo là ông hứa là ông sẽ giúp. Thì cái đó là một, có thể nói là một cái duyên. Và tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ bay xa để cho tuổi trẻ họ thấy rằng chúng ta là ai. Và chúng ta có phải là những người không chiến đấu hay không? Chúng ta phải là người cái thế hệ khiếp nhược hay không? Thì trong cuốn sách tôi nói chuyện đó. Và trong cuốn sách tôi không bày tỏ nỗi hận thù, tôi không bày tỏ ý thức hệ, mà tôi bày tỏ tình người. Chỉ có tình người, chỉ có cái tâm là cao cả nhất, mình có thể hóa giải được tất cả mọi hận thù, hóa giải được tất cả mọi chế độ, mọi cái điều mà việc gã trên cõi đời này. Chế độ nào cũng qua đi, để cả cộng sản sắp tới nó cũng sẽ qua, chắc chắn như vậy. Nhưng mà giống nồi Việt Nam hơn 4.000 năm rồi, cần phải trường tồn.
muốn Việt Nam trường tồn là sao? Phải nghĩ vô thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ phải biết lịch sử họ là ai, họ sinh ra từ đâu, và tại sao họ phải nhớ tới tổ tiên, ông bà và đất nước. Cho nên những cuốn sách chúng ta viết làm sao cho tuổi trẻ họ đọc. Đó là kỳ vọng, đó là khát vọng, và đó là cái việc làm chúng ta trong những ngày cuối cùng. Tôi chủ trương tôi chống cộng sản, nhưng tôi không hề chống người Việt Nam. Vì thế trong tác phẩm của tôi có những người Việt Nam ở bên kia, họ vẫn còn tình người. Nếu chúng ta giải thích và chúng ta làm sao có thể đánh động lương tâm của họ được. Thành ra Việt Nam cần phải trường tồn, Việt Nam phải cần trường tồn, thì chúng ta làm sao hoàn thành cái nhiệm vụ của mình là viên gạch lót đường, là đôi giày dũng sĩ, và chúng ta bằng mọi nơi mọi lúc trong những ngày cuối cùng, những hơi thở cuối cùng, làm sao chúng ta bắt đà được cái tuổi trẻ, làm sao chúng ta có ngồi lại với họ, và làm sao họ thấy rằng là khi họ ngồi với ta chúng ta thì họ thấy rằng là họ không bị bơ vơ, không bị lạc lõng và không bị gạt ra ngoài. Đó là những cái bước đường tôi đi 30 mấy năm nay hải ngoại, tôi thấy một chút xíu buồn như vậy. Có nhiều tuổi trẻ họ bảo là chú Ánh ơi, tụi cháu đi sinh hoạt cộng đồng, đi tham dự tổ chức này nọ, nhưng mà tụi cháu gọi là người ta bảo là tụi cháu không có kinh nghiệm, phải không? Thành ra bị gạt ra. Thì ước mong rằng vì thế cho nên mới đây tôi mới liên kết tuổi trẻ, liên kết tuổi trẻ và nuôi những người tuổi trẻ trong nước bị cầm tù. Những tác phẩm tôi ra mắt tất cả số tiền lời tôi dồn để nuôi những Việt Khang, Trần Vũ, Anh Bình, Nguyễn Phương Yên, Đinh Dương Kha, Nguyễn Viết Dũng, Mẹ Nắm, vân vân. Mỗi tháng không có nhiều. Những người giữa account như là cô Lữ Anh Thư, những cô trẻ 5-6 cái account hải ngoại, mỗi tháng cho họ 100 và 150 thôi. Đó là cái việc làm cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là thiết thực nhất để đồng hành với những người yêu nước. Họ đánh cho chúng ta và giúp cho chúng ta, và họ là tương lai của nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Trong cái trường hợp hôm nay thì quý thưa quý vị, có một người mà tôi muốn nhắc đến trong cái hội đoàn rất là trẻ, và tôi xin giới thiệu với anh Huỳnh Hoàng Ánh, tức là Captain Lương Nghi Phạm, chủ tịch hội quân nhân Mỹ Hồ. Nói chuyện với một nghệ sĩ thì hơi khó, thì tôi xin lượng nói như này, tôi có một cái món quà nho nhỏ tặng anh. Tại vì do tôi vẫn tiếp tục chiến chống cộng và anh vẫn tiếp tục chiến cộng, thì cái món quà này thì theo dân gian Việt Nam người ta nói này, người ơi người ở đừng về, cứ mời anh mở gói quà. Cũng may là mình có thời giờ để quý vị còn ở đây không biết còn ai muốn có câu hỏi gì. Karomini, I didn't know that you were here, so welcome. Thank you very much. Don't know whether you wanted to share your thoughts or anything, so please come up. And Hoàng Vika, I'm going to get to you next, so please don't leave. Yeah, Mimi xin kính chào các cô chú bác và anh chị em. Chị cũng hay surprise em giống như chị, như người Anh. Thì có một lời hồi nãy Rich from North California có nói là mình làm sao để cho cái nguồn tin, những cái câu chuyện từ trước có thể truyền xuống cho con cháu này. Thì cho dù Mimi mới vừa bắt đầu làm việc với cộng đồng Việt Nam mình, cho biết là cái đó đã xảy ra rồi, là qua những sinh hoạt của những em như hướng đạo. Riêng đối với Mimi thì Mimi mới vừa lên nhận chức của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt. Thì một trong những cái sứ mệnh của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt là truyền nói những gì mình học hỏi được cho những thế hệ đi sau. Và trong đó cũng có một nhân ngôn là
honor the past, recognize the present, and promote the future. So I hope that we will continue to pass on what we have encountered, myself as a boat people. I was bled, not on the war zone, but I was bled under the communists, striving to survive those first few years of my life. So rest assured, Rich, that the message is being passed down to the next generation. And my kids right now, when they're playing Minecraft, they built two flags, the United States of America and the Sound of the Indians of Republic. Xin phép con thư nhân được giới thiệu một người mà hồi nãy thì có Văn Bút rồi, mà ông ta cũng là cái người tích cực hiểm trợ mình, đó là ông chủ tịch Liên hội của chiến sĩ. Xin mời anh Tần lên đây có vài lời được không ạ? Hồi nãy tại không có mặt anh ở đây. Xin quý vị đồng có tay cho anh Tần là chủ tịch Liên hội của chiến sĩ ở đây. Hôm qua tôi thấy ở ngoài cái đài tưởng niệm thì anh làm rất là trang trọng và rất là hay. Cái thứ nhất là tôi thích nghe nhạc, nhưng biết làm nhạc. Thích đọc sách, nhưng mà biết vào được. Mặc dù nó bùng, có rất nhiều điều cần biết, nhưng mình không nên biết. Tuy nhiên, anh em chúng ta dù chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng có lần thứ hai đêm qua đến kia nhà hôm qua, tôi có linh cảm rằng ông ảnh và tôi chúng ta đang có những điểm tương đồng và đang đi cùng một đường, không hẳn song song mà hơi nghiêng về phía nhau một tí. Tôi nghĩ nó sẽ nhập lại trong tương lai. Okay. Khi cô Lữ Anh Thư nói với tôi qua bà bé bại để yêu cầu Liên hội Cựu chiến sĩ yên chờ buổi ra mắt sạch của ông Bình Công An, tôi nhận lời ngay. Bởi vì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của anh em cựu quân nhân trong vùng này. Trách nhiệm chúng tôi là yêu trợ các cựu quân nhân trong những công tác của lực lượng cựu quân nhân. Ông là một cựu quân nhân, một người đã đổ máu trên chiến trường trong quân sự. Và tôi đã hết sức nỗ lực. Như bạn bè bạn biết, anh em cựu quân nhân đã hết sức nỗ lực và đã cố gắng kiểm tra như là kêu gọi bà con về cái điểm mới này. Chúng tôi rất là vui mừng và xin thay mặt anh em Liên hội Cựu chiến sĩ xin chúc mừng ông và mong ông tiếp tục sáng tác, đừng quên con đường thứ hai trong tâm tư ông cần phải đi và phải đi tới cùng. Cảm ơn. Còn được hai câu nữa thôi, giờ trước tôi cho mời kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh được gặp Quỳnh Công Ánh, một nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, một cựu tù nhân chính trị, một cựu chiến sĩ của nước Việt Nam Cộng Hòa. Cái tên của Quỳnh Công Ánh đã vang danh từ lâu. Trong lúc mà nếu mà đối với một người mà tạm gọi như là dân renome rồi, Quỳnh Công Ánh, mà tôi dám lên đây để mà nói một đôi lời với tính cách là một người mà ít có ai biết, Anconu, thì quả là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Quỳnh Công Ánh. Mặc dù chưa được thưởng thức về đọc những cái tác phẩm của ông, nhưng qua những cái hoạt động cụ thể của ông trong lĩnh vực
trên các lĩnh vực, lập ra các hội đoàn hội của chủ nhân chính trị ngày đầu tiên. Thì quả thật là cái bước đường của ông đi, ông đã đi quá nhanh, và những cái bước khai phá đó chưa có người làm được. Lúc trong ở trại tù, tôi cũng là một cụ chủ nhân, tôi cũng có tổ chức diễn viên ở trên nỗi vô cùng, nhưng có lẽ tôi không may để gặp một cái người em gái nghệ tĩnh. Thật ra cái chuyện vượt cục của tôi, chúng tôi không thành công. Trong cái chuyện vượt cục đó, trong cái đêm đó, chính Nguyễn Thanh Thu Điêu Khắc Gia cũng nằm ở trong cái nhóm của chúng tôi làm cái chuyện đó. Và cuối cùng đêm đó gió sủa, như là công an nổ súng, anh em chúng tôi không trui ra được. Nhưng mà chúng tôi rất cảm kích về những cái chuyện làm của các anh em ở trong trại tù. Chúng tôi cũng làm tù nhân. Khi ở trại sách 30C xin kể một cái câu chuyện đây, một câu chuyện có thật, những nhân vật nổi danh, tôi lấy ví dụ. Ông Khai Trí, Nguyễn Hùng Trương, ông Trung tá Nguyễn Tấn Thượng, Thành Thượng là có ba Thủ Đức. Hằng ngày hai người đó ở cùng trong một phòng, cùng trại với chúng tôi rất là dễ ăn thịt. Hai người phải đẩy một cái xe cô bé, hai cái cạp, đi cái bánh, lôi mấy cái thùng phân. Không thể tưởng tượng được cái sự dơ bẩn đó mà phải chịu đựng như vậy. Mà hai người đó là những người nổi danh. Anh Thượng trước kia là trung đoàn trưởng trung đoàn 11 của sư đoàn 7 Bộ Binh, đã có một thời gian làm tỉnh trưởng, và chức vụ sau cùng của anh là đặc khu trưởng đặc khu 10 của Tô Thành Trường. Ông Trương chủ nhà sách Khai Trí thì phải ai cũng biết hết rồi. Hàng ngày phải làm những công việc như vậy, không thể tưởng tượng. Cho nên sau này khi hai người đã rời khỏi trại thì chúng tôi cũng vẫn có dịp gặp nhau. Mà nếu mà diễn tả về cái chuyện đời tù, có lẽ không có bút mực nào có thể tả hết được. Tôi được hân hạnh đọc cái quyển sách của anh Tà Tì, cũng là khóa ba Thủ Đức, trung tá Tà Tì, một nhà văn nổi một tiếng. Một người thứ hai là đại tá Nguyễn Huy Hùng, có một võ vị quốc gia cùng khóa dương thiệu. Hai quyển sách nói về đời tù rất là hay, tôi vẫn còn giữ. Mà quả thật tôi xin phép anh có một lời xin lỗi. Nói đến cái chữ tù này thì mình đã nếm nhiều rồi, cho nên tôi muốn mua hai cuốn sách này để về đọc, nhưng mà tôi ngại quá. Tôi thấy như là cái điều gì đó nó lại gợi lại những đau thương của mình. Cũng như tôi đọc lại những cuốn sách quý vị đó đã tặng cho tôi, mỗi lần đọc lại tôi rơi nước mắt, mặc dù tôi đã chính tôi đã nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Cho nên một người thứ ba mà tôi muốn nói, mình có lẽ một số người biết, khi chúng tôi ở trong trại tù sách 30C, anh em chúng tôi có tổ chức cái chuyện mà đưa vào một cái làm sao để có tin được cho anh em. Thì trong đó có một cái anh xin nói, trong đó là anh Đại Quý Mùi, chuyên về kinh tế, tức là nhiệm vụ tôi. Vì cái người ở cộng sản ở trong đó cũng thích nghe nhạc, nó biết anh này giỏi về vấn đề máy móc, nó nhờ anh đi mua các cái về để nó ráp lại những cái máy, nó gọi là đài. Thì trong lúc anh làm cái chuyện đó, thì anh cũng làm ra một cái, anh làm một cái radio nhỏ, và nhờ cái radio đó anh chuyển cho có hai người trong cái hệ thống đã từng làm trong ngành sinh học, và chia nhau mỗi một đêm như là chuyện. Thì có hai người đó thôi, trong cả một cái để nghe tất cả đêm, để nghe đấy. Có điều mà chúng tôi buồn như thế này, những cái tin tức ở ngoài đưa ra đó, lúc đó tên Hoàng Cơ Minh nói rằng là cái mặt trận của Hoàng Cơ Minh bây giờ sắp về giải phóng, cho nên anh em mừng rỡ lắm, nghe tưởng rằng cái điều đó sắp đến, nghe mãi không bao giờ thấy đó là cái sự thật, đó là cái sự thật của anh em chúng tôi. Cho nên khi mà cái radio đó bị phát hiện, vì có anten nó báo, để mà khi mà nói rằng có họ đem đài vô đây họ nghe, thì đài nó báo động, anh em nó lục soát hết. Khi nó lục soát như vậy thì anh em kịp thời đưa cái radio đó vô cái lò lửa, cái tổ mà gọi là tổ nấu ăn, đưa vô đó
để hủy. Ừ, nhờ vậy tán vật không bị phát hiện, nhưng mà nó cũng có nhiều người bị tình nghi bị liệt giam. Sau cùng một người đã cứu anh em, đó là cái ông trung tá trước kia, đó là cục trưởng cục công binh đầu tiên của Việt Nam mà trong cái vụ mà quý vị có nghe nói gì của Cẩm Nhung đó, mà do đó ông mất chức rồi. Thì khi đó ổng bị căng xe về gan, và cuối cùng á nó cho ổng tạm thích. Thì nhờ cái vụ đưa ổng tạm thích đó, và anh em chúng tôi nghe được tin kêu về nhà anh em, anh em mới truyền trong cái tin ở trong trại, nói cái người đem vô cái radio này đó là ông Trung Tá Thức. Cho nên nó ra là đem về, nó bắt ông Trung Tá Thức ở tại nhà. Nhưng khi về tới nhà thì người ông bà vợ nó cho biết rằng nhà tôi đã qua đời. Tóm lại chúng tôi thấy rằng trong trại tôi có nhiều cái vấn đề để trải qua, và có những sự hy sinh mà tôi đã biết hôm nay xin được chia sẻ với lại nhà văn. You are saved by the bell. If you have any thoughts, please share with us. Bây giờ nhờ anh làm sao chuyển cái thông điệp này từ cuốn sách này đến những anh em trẻ của Trung Hoa nước Việt. Chú là tụi con làm trong Việt Tuân là có một nhóm. Con sẽ xin phép, tại vì cái cuốn này rất là quý, là có ghi bằng Anh ngữ. Con là đang rất là mong là có được cái cuốn sách như vậy. Thì con xin phép được giới thiệu quyển sách này trong nhóm trẻ của Việt Tuân, và nhóm Việt Tuân là cũng là nhóm và trong những anh chị em đang đấu tranh ở Việt Nam, chúng mình tên như là nhóm trong Việt Tuân. Thì chúng con rất là, con cũng là một người con Cộng Hòa, con cũng là một người học viên và con hiểu hết, và bây giờ cái vấn đề là làm sao cho thế hệ sau này hiểu được. Và cảm ơn chú đã biết những vấn đề, con xin phép được giới thiệu những vấn đề này cho các em. Anh Thật, cảm ơn cháu. Cháu là người là đáp ứng được khát vọng của chú. Chú mong rằng là làm sao bây giờ chú ước mơ được đồng hành với cháu, chứ không phải là cháu đồng hành với chú nha. Cảm ơn cháu nhiều. Quay mặt lại, 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 qu
một hai ba và nướng ngô sẵn có khô xanh.